Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ nói về một vấn đề mà hầu như rất nhiều người vẫn hay thường gặp. Đó chính là mình hay bị đau đầu nè, chóng mặt nè. Do mình đi ra ngoài nắng nhiều rồi mình về nhà bị say sẩm. Hoặc là khi mà thời tiết chuyển mùa thì mình dễ bị ho, rồi dễ bị sổ mũi. Thì mình cứ nghĩ đó là bệnh. Và mình ra ngoài tiệm thuốc tây để mà mua những liều thuốc cảm để mà mình dùng. Nhưng đó không phải là bệnh, đó là do sức đề kháng của mình đang bị yếu. Và để cho muốn bản thân mình có thể tăng được sức đề kháng thì mình có thể dùng những cái thực phẩm mà bổ sung vitamin C cho mình, ví dụ như là cam, chanh, quýt hoặc là bưởi. Nhưng trên thực tế á, thì á, những thực phẩm đó và những cái thức ăn mình ăn bên ngoài á, nó không đảm bảo về cái mặt an toàn cho sức khỏe của mình. Thì vì vậy cho nên ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người về dòng sản phẩm bổ sung vitamin C của Amway. Thì mình sẽ làm một cái minh họa nho nhỏ để cho các bạn xem sự khác biệt giữa vitamin C của Amway và chanh, là một thực phẩm mà hầu như mọi người đều biết. Thì đây sẽ là hai ly nước tượng trưng cho cơ thể của mình, vì hơn 70% cơ thể của mình là nước. Và còn đây sẽ là gạo sẽ tượng trưng cho tế bào của mình, bởi vì khi mà lúc mới sinh ra thì cơ thể mình rất là sạch và rất là trong luôn. Thì mình sẽ bỏ đều hai bên, bỏ gạo đều hai bên nha. Rồi, đây là hai cơ thể vừa mới sinh ra vô cùng sạch sẽ. Và khi mà sinh ra rồi thì đâu phải lúc nào mình cũng ở nhà đâu. Bắt đầu mình ra đường và bắt đầu gặp những không khí bị ô nhiễm nè. Và mình sẽ ăn những thức ăn bên ngoài. Thì đây sẽ là bovidin, tượng trưng cho những cái chất độc hại mà mình ăn từ bên ngoài. Ví dụ như là bánh tráng trộn nè, trà sữa nè, bánh lăng nè. Rồi mình sẽ bỏ những cái bovidin này đều hai bên. Mình sẽ khuấy đều lên. Và các bạn thấy đó, cơ thể của hai người này bắt đầu đã nhiễm bẩn rồi. Nhiễm bẩn về nước nè và cả tế bào nữa. Đây. Tế bào đã nhiễm bẩn đều như nhau. Và thì bên đây mình sẽ cho chanh vào, bởi vì là trong chanh cũng có hàm lượng vitamin C. Thì mình sẽ nặn chanh vào đây. Nhưng hàm lượng vitamin C ở trong chanh nó không nhiều, bởi vì nó nằm mà hầu như là ở vỏ, cùi và hạt, vì cho nên mình sẽ bỏ nguyên miếng chanh vào. Còn bên đây mình sẽ dùng vitamin C của Nutrilite. Mình sẽ lấy cho các bạn coi một viên của Nutrilite nó như thế nào. Đây là viên C của Nutrilite. Mình sẽ lấy 1/4 của viên vitamin C này. Mình sẽ bỏ vào đi bên cạnh. Bởi vì khi mà mình uống C vào thì mình cần phải có sự vận động, C nó mới hòa tan vào cơ thể của mình được. Mình sẽ khuấy đều cả hai ly. Mình sẽ khuấy đều. Khi mà uống C thì mình cần phải có thời gian để cho C hòa tan, chứ không phải là uống vào thì C sẽ tan liền trong cơ thể mình. Rồi, các bạn thấy là khi mà dù mình uống vitamin C hay là uống chanh thì trong chanh nó vẫn có thể làm cho cơ thể của mình giảm bớt được cái gọi là chất độc hại từ bên ngoài. Nhưng mình sẽ so về tế bào, mình sẽ xem thử tế bào của hai bên như thế nào. Đây, các bạn có thể thấy là cái tế bào của vitamin C của Nutrilite thì nó sẽ trắng hơn, sạch hơn so với khi mà mình dùng với chanh. Tiếp theo, cơ thể của mình không thể nào mà khi mà ra đường xong thì ở nhà luôn, không được. Mình bắt đầu đi ra ngoài và bắt đầu bị hít những khói bụi, rồi tiếp tục ăn những thực phẩm bên ngoài nữa. Vì vậy cho nên cơ thể của mình bắt đầu bị nhiễm bẩn nữa. Thì mình bắt đầu cho cơ thể bị nhiễm bẩn nữa. Rồi, vẫn là hàm lượng vitamin C đó, mình sẽ khuấy từ chanh trước. Ừ.
bên đây. Bạn thấy đó, vẫn là miếng chanh đó nhưng mà nó không đủ hàm lượng vitamin C để mà giúp cơ thể của mình đào thải những độc hại, nhưng vẫn hàm, nhưng bên đây vẫn là 1/4 của vitamin C Nutrilite. Đó, bạn thấy chưa? Nước đã bắt đầu trắng hơn và trong hơn, nhưng chỉ với 1/4 của vitamin C Nutrilite thôi. Rồi, thì điều này có thể là thấy sự khác biệt rất lớn luôn so với vitamin C của mình và với những thực phẩm có chứa hàm lượng vitamin C ở ngoài. Nhưng bạn có thể dùng chanh hoặc là cam để mà có thể bổ sung vitamin C, nhưng không phải ai cũng dùng được, bởi vì có một số người bị lấy dạ dày nè, họ đau tử, họ làm sao mà có thể uống được chanh được. Bởi vì sao? Bởi vì mình sẽ lấy, đây là giấy thử độ pH, mình sẽ test lên thử cái miếng chanh này luôn cho bạn xem. Rồi, các bạn thấy chưa? Nó bắt đầu chuyển màu rồi đấy. Các bạn thấy nó màu gì không? Chính là màu đỏ đấy. Màu đỏ thì chứng tỏ là trong đây độ axit rất là cao. Vì vậy cho nên những người đau dạ dày họ đã không uống được chanh như là như vậy. Rồi, bắt đầu mình test thử của hai cái chanh và vitamin C của Nutrilite nha. Mình bắt đầu nhúng đều cả hai miếng vào. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Bên chanh vẫn là màu đỏ, chứng tỏ là axit cao. Nhưng còn với vitamin C của Nutrilite, đó là axit trung tính. Vì vậy cho nên là nó sẽ không gây cho mình bị vì vậy cho nên những người đau lấy dạ dày họ vẫn dùng được vitamin C của Nutrilite của mình. Và vitamin C của Nutrilite được chiết xuất từ quả Acerola, được trồng trên nông trại hữu cơ có chứng nhận. Và một viên vitamin C khi nãy mình cho các bạn coi á, thì hàm lượng vitamin C nó bằng 4 quả cam sành và bằng luôn cả 16 quả chanh như thế này. Nhưng ở trong một hũ vitamin C như vậy nó có giá là 488.000. Trong đây có 100 viên. Nếu mà mình chia ra thì một viên nó bằng 4.800 thì chưa bằng 5.000 phiếu giữ xe của mình nữa. Nhưng đối với những cái bông, nếu mà bạn mua cam hoặc là chanh bên ngoài á, 4 quả cam sành ngoài kia nó có thể là bằng 1 kg, là giá của nó có khoảng là 20 hoặc là 30.000 gì đó. Bạn thấy đó, giá những cái quả trái cây bên ngoài mà bạn có thể bổ sung vitamin C á, nó vừa đắt hơn và bên cạnh đó nguồn gốc từ những trái cây mà bạn ăn bên ngoài, uống bên ngoài nó thật sự là không đảm bảo chút nào. Bởi vì hiện tại nay á, trên thị trường á, nguồn gốc từ các loại trái cây hoặc là rau củ quả đi nữa, nó là một vấn đề mà không ai có thể giải thích được, bởi vì nguồn gốc của nó từ tứ tư hết. Và vitamin C của mình á, khi mà ngoài cái công dụng á, là nó giúp mình tăng sức đề kháng nè, rồi khi mà bạn dùng vào á, thì bạn sẽ có một lớp chống nắng nhẹ tự nhiên cho mình và sẽ làm sáng da mình, giảm nám. Và bên cạnh đó nó còn một công dụng rất là tuyệt vời dành cho những bạn nào thích làm đẹp nữa, đó chính là sẽ giúp mình là có sự đàn hồi trên da mặt nữa. Và nếu mà bạn dùng một hũ như vậy, một ngày dùng 2 viên thì bạn có thể là sử dụng từ 1 đến 2 tháng. Thì bạn thấy đó, chỉ cần với 5.000 trên 1 viên thôi là bạn đã có một cái sức khỏe tốt và sức đề kháng có thể là chống lại những cái chất ô nhiễm và những cái độc hại từ thực phẩm bên ngoài rồi. Vì vậy cho nên ngày hôm nay mình đã chia sẻ về vitamin C của Nutrilite cho các bạn. Mong là qua cái clip này các bạn có thể biết thêm, có thể giúp các bạn giải quyết các vấn đề của bản thân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.